Chào anh chị em trên Zoom nha. Thì nói đến prebiotic là một trong những sản phẩm mà em cực kỳ yêu thích luôn. Nói chung là cảm ơn Đảm rất là nhiều. Bữa nay Đảm có một cái bài chia sẻ rất là hay luôn á, và có rất là nhiều thông tin bổ ích. Và chị khi mà chị coi xong á, chị cái cảm hứng mà về prebiotic nó lại dâng trào. Tại vì thật sự ra cũng giống như là bạn Trinh nãy nói chia sẻ, thì Tâm cũng bị vướng cái tình trạng là mục lâu năm nè, mà mục mà ở hai bên đây dọc xuống nó cứ nổi hoài luôn mọi người. Và thêm cái nữa là bị táo bón, là bị từ rất là lâu, nhưng mà cũng giống như vì mình không quan tâm nên mình không biết là ví dụ như ba đi vệ sinh khoảng ba lần một tuần hoặc là ít hơn, tức là đang táo bón rất là quá nặng rồi đó, nhưng mà mình không quan tâm điều đó. Rồi thêm một cái nữa là dị ứng từ khi mà còn khoảng mười mấy tuổi là hay bị nổi mề đay, nhất là ăn các loại gạch như gạch cua, gạch tôm là nổi. Tâm nói là nổi, mọi người biết không, nó sưng một cái cục lên giống như cái bắp vế của mình đó, mình tưởng tượng nó phồng lên như thế này nè, nhìn thấy ghê lắm. Và một cái nữa là cái phần bụng á, là giống như là nó hơi hơi lớn, tức là phần bụng của mình đó khi mình ăn nó là nó rất là dễ bị to lên luôn. Thì Rebiotic giải quyết được bốn cái vấn đề đó của Tâm, mà Tâm phải nói là rất là biết ơn luôn á. Bởi khi ban đầu lúc mà Tâm xài Rebiotic là Tâm uống chỉ có một lần buổi sáng thôi mọi người ạ. À, lúc đó thì nó cũng không có hiệu quả nha, giống như là mình vẫn còn thiếu chất xơ á, hoặc là thiếu lợi khuẩn nhưng mình không biết. Đến khi mà Tâm tăng cường lên một ngày hai lần, tức là sáng lần tối lần, thì rõ ràng chỉ sau một tuần thôi là hoàn toàn khác luôn mọi người ơi. Tức là lúc đó cái phần bên hai má của Tâm á, nếu mọi người nhìn kỹ nó vẫn còn có những cái gọi là nó hơi bị rỗ một chút đó, là do mình bị nổi nhiều quá và nhiều năm quá. Rồi sau đó là nó hết, bắt đầu từ từ nó lạnh lạnh dần mục, xong rồi từ nó hết luôn, và rất là ít khi nổi một hai cục mục thôi à. Nói chung là do mình ăn đồ nóng hay gì nữa đó, còn là không nổi. Còn mề đay là mấy năm nay Tâm ăn gạch cua, gạch tôm gì thoải mái luôn, mà hai món nó rất là ngon. Ngày xưa mọi người biết không, ăn vô là nó đã nổi mà nó còn hơi mắc mắc kiểu nôn ra nữa. Mình ăn mình thấy khó chịu, mình không cảm thấy nó không ngon, nhưng mà khi mình đã ăn được rồi á, mình thấy nó rất là ngon đó. Còn cái vấn đề về táo bón thì nãy Đảm chia sẻ rất là kỹ, và thật sự là ba Tâm là bị ung thư trực tràng, và ba là có một cái thời gian rất dài bị táo bón. Mà nhưng mà hồi đó mình không hề có một kiến thức gì về dinh dưỡng, và nói chung mình cũng còn còn nhỏ còn trẻ, mình không có quan tâm nhiều về sức khỏe đâu. Mình cũng không biết ba mình bị như vậy, và mình đi làm xa, học xa. Nhưng mà cuối cùng khi mà về cái câu chuyện kết nối lại á, thì mình hiểu một điều là ba mình đã ở trong một cái giai đoạn rất là dài bị táo bón, rất là lâu lâu năm như vậy rồi. Và cái độc tố nó tích tụ theo nhiều năm, cũng chắc phải là mười mấy năm đó mọi người, thì mới dẫn đến tình trạng bị ung thư trực tràng. Đó thì cái đó là mình cảm thấy khi mà mình biết được những kiến thức như thế này á, là mình rất là biết ơn luôn. Bởi vì nếu như mà ba mình bị như vậy á, thì cái việc đầu tiên là di truyền cái thói quen ăn uống qua mình, và mình cũng đang là trong những người bị táo bón luôn, nên là cái nguy cơ bị ung thư giống như ba nó rất là cao. Và khi mình hiểu được cái điều đó, mình mới mới thấy là trời ơi, mình rất là may mắn và vô cùng biết ơn. Chứ nếu như mình không hiểu được những kiến thức như thế này á, thì ngay cả bản thân mình, gia đình mình cũng đang đứng trước những cái nguy cơ bị cái bệnh nguy hiểm như vậy. Và ba Tâm đã qua đời vì căn bệnh đó luôn đó mọi người. Đó, thành ra là rất là biết ơn Rebiotic, và cảm ơn các sếp, anh chị em đã nghe Tâm chia sẻ nha. Thì cảm ơn Đảm rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị Phượng.